Chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì tin tức hôm nay là thuộc loại chấn động thế giới và đến từ Pháp Quốc. Thì tin từ Paris, ông cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bị tòa án ở Paris kết án tù với tội danh là tham nhũng và cậy quyền thế. Và có thể nói rằng với bản án 3 năm, 1 năm tù ở thật, 2 năm tù treo, thì đây là lần thứ hai trong lịch sử hiện đại của Pháp mà một cựu tổng thống bị kết tội, thưa quý vị. Và đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1945, đích thân cựu tổng thống Pháp phải ra hầu tòa. Có thể nói rằng với cái sự kết tội này, đây là một cái đỉnh điểm của một trận chiến pháp lý kéo dài để chống lại vị cựu tổng thống Pháp đã từng lãnh đạo nước Pháp từ năm 2007 cho đến 2012. Thì ông cựu tổng thống Nicolas Sarkozy này 66 tuổi và đang phủ nhận các hành vi sai trái, và ông cũng đã nhanh chóng tuyên bố với báo chí là sẽ kháng cáo lên tòa án trên, và ông cho rằng là mình không có tội, thưa quý vị. Thì có thể nói là ông Nicolas Sarkozy này vẫn có những cái ảnh hưởng đáng kể trong cái giới bảo thủ ở Pháp, và vì thế là người ta đang sợ rằng ông sẽ trở lại chính trường một lần nữa vào năm 2022. Thì đối với một cái chính trị gia mà nổi tiếng việc mà cứng rắn đối với các tội phạm mà lại đi phạm tội, thì đây là một cái điều hết sức bất ngờ đối với những người Pháp, thưa quý vị. Thì ông Nicolas Sarkozy bị kết tội là đã cố gắng lấy thông tin bất hợp pháp về một vụ án khác chống lại ông từ một thẩm phán để đổi lấy lời hứa là sử dụng cái ảnh hưởng của cựu tổng thống của mình để đảm bảo cho một công việc đầy uy tín cho một thẩm phán, thưa quý vị. Câu chuyện này nghe nó đà ná giống như là cậy quyền cậy thế và tìm cách đánh cắp thông tin mà đang chống lại mình, thưa quý vị. Những thông tin mật, những bí mật của các cuộc điều tra, những bí mật của nhà nước đang điều tra ông cựu tổng thống Nicolas Sarkozy. Thì Jean-François Bonnet là người đứng đầu văn phòng công tố tài chính, nơi đã xử lý vụ kiện chống lại ông Nicolas Sarkozy, thì đã lưu ý là với tuyên bố với các thẩm phán là đã nhận thấy hành động của ông Nicolas Sarkozy ở mức độ nghiêm trọng, vì đây là một cựu tổng thống của một nước Cộng hòa và từng là một người đứng đầu của một cơ quan hành pháp độc lập, thưa quý vị. Có thể nói rằng ông cựu tổng thống mà đi tìm cách lấy cắp thông tin hay lấy trộm tài liệu, thì có thể nói đây là một cái sự scandal chấn động. Và ngoài ra, từng đứng đầu cơ quan hành pháp độc lập lại đi tìm cách lấy cắp thông tin từ các cuộc điều tra hoặc là thông tin từ tòa án. Xin thưa, thông tin từ tòa án này thường là đã được tổng hợp và được ghi nhận bởi những người điều tra khi mà họ đưa ra cho tòa án để chuẩn bị xét xử, thưa quý vị. Thì đó là những cái thông tin bí mật, và nếu mà lấy cắp biết trước thì có thể chối tội hoặc là xóa tội hoặc tìm cách chạy tội. Thì theo Jacqueline Laforte, luật sư của ông cựu tổng thống Nicolas Sarkozy, đã nói với các phóng viên báo chí trước tòa rằng thân chủ sẽ kháng cáo cái bản án này và gọi phán quyết của tòa án ở Paris là hoàn toàn vô căn cứ và phi lý. Xin đóng ngoặc
và mở ngoặc chữ hoàn toàn vô căn cứ và phi lý. Thì chúng ta biết rằng như tôi đã nói là tòa án đã tuyên mức 3 năm, nhưng trong đó có 2 năm là hưởng được án treo hay tù treo. Thì nếu trong cái thời gian mà chấp hành án do tòa án ấn định mà ông Nicolas Sarkozy phạm một cái tội nào đó thì có thể là phải ở đầy đủ và phải chấp hành bản án 3 năm tù ở. Thì một giáo sư khoa học chính trị của trường đại học Saint Paul ở Paris là Pascal Perrineau cho biết đây là một cú đánh gần như là trời giáng đánh vào ông Nicolas Sarkozy. Thì có thể nói rằng ông Nicolas Sarkozy này đang tìm cách nuôi dưỡng cái hình ảnh của ông là một ông vua không ai và không thể thay thế được của phe cánh hữu của Pháp. Do đó có vẻ là ông Nicolas Sarkozy này đã bất chấp pháp luật, nói chung là tự cho mình là vua rồi ngồi xổm trên pháp luật. Thì người thứ nhất trong lịch sử cận đại của Pháp là cựu tổng thống Chirac. Ông đã được xử khiếm diện vì lý do sức khỏe tâm thần. Và có thể nói rằng ông Nicolas Sarkozy đã trở thành một vị tổng thống đầu tiên của Pháp bị kết án với tội danh tham nhũng, thưa quý vị. Tôi vừa nhắc tới là tổng thống Chirac, tức là một trong hai người mà khi làm tổng thống thì không thấy lấy lý do sức khỏe bị tâm thần, thưa quý vị. Nhưng mà khi bị tòa án sờ tới thì đại cớ là không đủ sức khỏe có vấn đề tâm thần. Đúng là buồn cười quá quý vị. Làm tổng thống thì không tâm thần, nhưng mà bị xử tội thì trở thành kẻ tâm thần để giảm tội. Thì đó là câu chuyện ở bên Pháp, thưa quý vị. Thì chúng ta biết là ông cựu tổng thống Nicolas Sarkozy này sắp bị vô tù, cho nên hiện nay con ngang đệ tử của ông cựu tổng thống Nicolas Sarkozy này đang chạy đôn chạy đáo, đang tìm cách đánh tráo khái niệm tung tin thổ tả, tìm mọi cách để giải vây cho vị vua không ngai này. Nói chung là đó là câu chuyện ở nước Pháp trong ngày hôm qua. Thì chương trình từ thủ đô đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.